Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì người nghe, Người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự chúc cha có đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời Thánh Chúa. Thưa quý bạn chị em, hôm nay chúng ta tiếp tục nghe Chúa Giêsu nói về tinh thần. Hôm qua Ngài đã nói là Chúa thần đến để Ngài tâm ta thấy sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và về sự xét xử. Hôm nay Chúa Giêsu nói tiếp chúng ta về cái vai trò của Đức Thần là thần chân lý, mà Ngài sẽ làm chúng ta, để chúng ta hãy đọc trong cái kinh sau đức lễ cái cùng nghĩa chung của đồng ông là cái chân lý và chân lý là vẹn toàn, trọn vẹn trong cái sức mẹ, trong cái hồn của quyết và chúng ta thần đấng ở trong chúng ta hiểu được. Cái chân lý đó là cái sự thật tròn vẹn, cái chân lý toàn vẹn trong đó. Còn nhiều điều được nói với em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Như vậy thì cái sự thật toàn vẹn ở đây là gì? Sự thật toàn vẹn theo Tin Mừng Thánh Gioan, theo Tin Mừng Thánh Gioan đó là Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa, là trở thành ngôi lời nhân thể, mang cái xác phạm ở giữa nhân loại, sống với anh em, loan báo tin mừng trên, sống lại và lên trời. Đó là sự thật toàn vẹn theo Thánh Gioan đã nói về Chúa Giêsu. Rồi cái sự thật toàn vẹn ở phía chúng ta đó là nối bước theo thời chi nhánh của mình là Đức Giêsu Kitô, thì chắc chắn chúng ta phải đi trên con đường của Cha. Nếu mà thế gian đã ghét Thầy thì nó cũng ghét anh em. Có nghĩa là cái sự khó khăn, sự bắt bớ và cũng sẽ xảy đến với chúng ta cũng khó khăn đó. Và chúng ta cần không thể quên lỗi. Chúng ta thấy là trong tin mừng chúng ta thấy cái điều đó. Khi mà Chúa Giêsu loan báo và Chúa chịu khổ nạn, Phêrô can ngăn và đến nỗi Chúa Giêsu nói là Satan là người đằng sau Thầy, tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thầy. Rồi để đáp nhận chúng ta nghi ngờ, hôm nay ta đang sống trong cái xác của chân và chúng ta để đáp nhận, chúng ta cũng khó có thể đáp nhận. Nhưng mà cho nên Chúa Giêsu nói thì nhờ Thánh Thần thì chúng ta mới có thể nhận ra được cái chân lý của đó và cái chứng minh từ đó. Sau khi Chúa sống lại lên trời và chúng ta đã nhìn xuống, các môn đệ đi loan báo tin mừng và các ông đã gặp nhiều khó khăn. Và chúng ta nhớ một lần là Phêrô và Gioan người gặp cái khó khăn, người ta bắt nhốt đánh đòn điều ra trước thường của đồng và đánh đòn và đánh tâm. Các ông cũng muốn nói với ông Giêsu được, nhưng các ông ra về thì rằng là đầy cũng loan vì nghĩ rằng đang xứng đáng thật là vinh dự, thật là xứng đáng khi chịu đánh đòn, chịu sỉ nhục vì được Giêsu Kitô. Thì chúng ta chỉ có thể hiểu được điều đó khi chúng ta đón nhận, chúng ta cần chứng nhận để chúng ta và chúng ta cần phải lắng nghe. Trong chuyện tế nhị chúng ta cần phải lắng nghe, có nhiều chiều kích và chúng ta
Kính thưa quý vị, chị em, chúng ta đang sống trong đời là sự sống. Và là một mùa và đặc biệt đối với người Phật giáo chúng ta, sự sống lại. Chúa cũng đã củng cố chúng ta bằng đức tin sự sống lại của Ngài. Chúa củng cố chúng ta bằng cách gửi Thánh Thần của Ngài đến với chúng ta. Xin Thánh Thần làm cho chúng con được hiểu biết được chân lý về Phật, giữ gìn được chân lý về Phật, và chúng mời Ngài, chúng con được thành.